Hello mọi người nha. Nam Trà của Úc xin chào mọi người ha. Đây là mọi người. Bữa giờ anh chị cô chú kêu Úc quay cái bầy heo mà ở đây Úc có mười mấy con á, nhưng mà nó tầm cỡ chừng 15 cho tới 20 hay 2 kg đó. Nó như thế này nè mọi người. Cái người nó rất là chắc nha. Nó mới ăn quả đậu xong. Giờ Úc quăng cái khoai lang vô chị quay cho mọi người coi nha. Đó. Mọi người thấy không? Cái form của nó rất là sát da. Đây là cái con đang ăn khoai cái này, nhớ chưa? Ở đây là một đực hai cái ha mọi người. Chút nữa quay qua bài bên kia nha. Bữa rất nhiều anh chị kêu Út quay nhưng mà Út không có nhớ ai hết mọi người, tại vì một ngày Út cố gắng quay video ủ men rồi làm máy ấp trứng rất là nhiều á để chia sẻ cùng bà con mình á, cho nên là Út không có nhớ được ai. Nếu bà con nào mà cần heo giống thì liên hệ liền lại với Út qua số điện thoại là 0769990309 để Út gửi video cho mọi người coi nha. Tại vì chạy chăn nuôi a la cả mọi người, cho nên là kiểu rất là sợ, kiểu xung quanh cũng dịch bệnh nhiều á, cho nên là Út không có thể là kiểu giống như bà con tới tham quan được. Bởi vậy Út cố gắng bỏ rất nhiều thời gian để quay video để chia sẻ cùng bà con mình, tại vì nhiều bà con mình chăn nuôi mà mọi người cũng chưa có tham khảo nhiều á, thì Út quay ở trại để chia sẻ cùng bà con mình ha. Thì đây, khi mà heo nó tầm được có 10 kg thì Út sẽ cho ra cái đống như thế này, có mái che nha mọi người. Tại vì cái này Út làm kiểu tự nhiên thôi chứ không có làm kiên cố lắm. Bình thường thì nếu mà Út muốn thì Út muốn sẽ xây một cái đoạn cái hồ cũng có đất cũng có nước, nhưng mà kiểu nó tập trung hơn. Còn đây là Út xây mái che bên trong, còn ở ngoài Út thả những cái gặp trời mưa á mọi người, nên nó quậy kinh khủng. Đây nè, bên này nữa nè, mọi người thấy cái mặt tụi nó nhìn đẹp không? Này về nuôi lớn làm giống nhìn đẹp với mọi người đó. Con nào con nói ăn cái bụng chọc nóc luôn á. Này là về mọi người nuôi thả thoải mái luôn, thả ra đất thoải mái luôn ha, không có lo gì hết. Đừng có đồ ăn no còn mon men gì nữa. Thì hiện tại mật rỉ đường á, Út có thể ship được toàn quốc cho bà con mình coi, nhưng mà nhiều nơi xa, nếu mọi người lấy số lượng nhiều lần mấy can á thì nói trước để Út tìm xe nha, xe đò. Còn nếu mà dùng mẫu thử tầm 20 kg trên một lần gửi á thì Út sẽ đưa cái form đẹp kia cho mọi người, Út sẽ gửi shipper để giao tận nhà cho bà con mình nha. Nếu mọi người quan tâm thì nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chia sẻ, liên hệ với Út qua số điện thoại 0769990.